Trốn truy nã đỏ Interpol, người Hàn Quốc bị bắt tại Đà Nẵng. Im Kyu-seo, quốc tịch Hàn Quốc, vừa bị Interpol truy nã về hành vi điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, đã bị cảnh sát bắt tại khách sạn ở Đà Nẵng. Chiều ngày 8 tháng 3, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã bàn giao Im Kyu-seo, 53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý người này về nước. Im Kyu-seo bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp mang tên Syndia, có máy chủ đặt tại Philippines, hoạt động từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019. Ông ta trốn truy nã, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Giữa tháng 2 vừa qua, Im Kyu-seo ra Đà Nẵng để tiếp tục lẩn trốn thì bị công an phát hiện, theo dõi. Ngày 25 tháng 2, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng mật phục bắt giữ Im Kyu-seo khi ông ta đang trú tại một khách sạn tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại cơ quan công an, Im Kyu-seo thừa nhận là người đang bị truy nã. Theo lời khai của Im Kyu-seo, trang web do ông ta điều hành đã thu hút lượng lớn người chơi, đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền đặt cược online hơn 44,3 tỷ won, tương đương 822 tỷ đồng Việt Nam. Từ năm 2022 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 10 người nước ngoài bị truy nã, trong đó có tới 9 người Hàn Quốc, người còn lại quốc tịch Trung Quốc. Lần gần nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2023, Công an đã bắt giữ Kiều Jin Hong, 48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là nghi phạm cướp ngân hàng tại Hàn Quốc, đã bị Interpol truy nã đỏ. Người này dùng bình chữa cháy xịt vào mặt nhân viên ngân hàng để tẩu thoát khi cướp được số tiền 39 triệu won, khoảng 780 triệu đồng Việt Nam. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!